mình thôi, nó là đi tù đấy. Nhiều chúng ta thì nói là đi tù là phải sợ thôi đấy, nói là giống như họ nói này là công ty là nếu mà không gửi tiền thì công ty là sẽ gọi cảnh sát bắt mình vào tù 7 năm đấy các bạn. Dạ vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Mạng Duyên muốn nói về vấn đề lừa đảo như các bạn. Hiện tại là bên Thái Lan đấy các bạn, cho nên là chúng ta hết sức tỉnh táo và chúng ta hết sức đề phòng các bạn, tại vì trên thế giới này là càng ngày là nói chung là lừa đảo thì càng nhiều các bạn. Nếu mà mình không biết á, là mình sẽ bị dính bẫy các bạn ạ. Cho nên hôm nay Mạng Duyên muốn chia sẻ để mà chúng ta có kinh nghiệm, tại vì nếu mình mà bị cái trường hợp như vậy đấy, nếu mà bản thân của mình đấy là mình sẽ rất là lo lắng, rất là sợ hãi các bạn. Cái người lừa đảo đấy, họ không lừa được mình đấy, là họ sẽ tìm cách để mà làm cho mình rất là sợ hãi luôn các bạn ạ. Đấy, trước tiên Mạng Duyên cũng xin phép nói bằng tiếng Việt, tại vì nói tiếng Việt thì cũng không rành lắm, tại vì đa số là người Gia Rai, người ED, có lúc thì Mạng Duyên nói tiếng Gia Rai thì những người ED họ không có hiểu lắm, cho nên Mạng Duyên thì nói bằng tiếng Việt thì cũng thiếu sót, có gì các bạn thông cảm. Nhưng mà cái chính của video này là cho các bạn hiểu, nhất là người con gái nha các bạn. Hiện tại là người con gái, cái chuyện lừa đảo là không phải là bây giờ đâu, tại vì người Gia Rai, người ED mình hiện tại thì nó trong vùng sâu vùng xa đấy thì chưa biết về cái vấn đề này, chỉ là người ta ở phố thôi, ở thủ đô thì đây người ta sẽ biết về điều này nhiều và người ta sẽ đề phòng. Chứ là người bị lừa là những người mà ở xa thành phố như này đấy là rất là dễ bị lừa nha các bạn. Đấy, trước tiên là Mạng Duyên sẽ cho các bạn thấy mà Mạng Duyên đã chụp lại được họ làm như thế nào nha các bạn. Họ lừa bằng tiền đô nha các bạn. Đấy, họ lừa như thế nào, họ nhắn tin với mình rồi họ yêu, rồi nói chung là họ nói về tình yêu đấy các bạn. Đấy là họ nói rất là yêu luôn, hay là như thế này đấy, tình yêu của anh thật sự, không có lừa dối hay là không có lừa đảo gì hết đấy, tình yêu của anh là trong sáng, tình yêu của anh là rất là, nói chung là họ nói hay lắm. Người lừa đảo là mình không phải là người Việt Nam nha các bạn. Đấy, cũng có một số người Việt Nam nhưng mà đa số là người Tài Tây nhận bị lừa nha các bạn. Nếu mà các bạn không tìm thì nếu không tin thì các bạn có thể vào YouTube Tài Tây lừa lừa tiền hoặc là lừa phụ nữ đây các bạn. Các bạn nhớ nha, tìm kiếm trên YouTube đấy các bạn. Đấy. Nhưng mà trong video hôm nay là Mạng Duyên sẽ cho các bạn thấy luôn và các bạn không có chờ, không cho các bạn để lo nha các bạn. Đấy. Họ lừa đảo là họ lừa như thế nào, là họ nhắn tin với mình rồi họ nói chung là nói yêu đấy, là họ sẽ cưới tiền cho mình đấy, cưới đồ cho mình nha các bạn. Đấy, họ cưới đồ cho mình, tiền hay là cái gì đấy, nói chung là tiền đúng không? Tức là tại vì con người của mình á, vì mình thiếu thốn thì luôn luôn nghĩ về tiền, đúng không? Đồng tiền, đây là tiền đô la nha các bạn. Đấy, có lúc thì 100.000 đô, có lúc thì 50.000 đô nha các bạn, không phải nha các bạn. Đấy, 100.000 đô là bây giờ 2-3 tỷ rồi các bạn, 2 tỷ rồi các bạn ạ. Đấy. Đấy, nhưng mà muốn gửi họ nói là họ mình đã gửi tiền cho nó, họ mình đừng có cho họ cái nhất là số điện thoại của mình nè hay là tên của mình nè, nhưng mà họ biết họ cũng không làm được gì mình đâu, tại mình đừng có sợ, tại vì mình muốn đây nè, đây là giống như cái tiền đấy các bạn, nó hơi chói xíu, và đây là tiền đô la nha các bạn, họ gửi cho mình đấy, họ nói là họ gửi cho mình rồi nha các bạn. Đấy, và họ sẽ chụp địa chỉ hay là đây đóng dấu hộ chiếu đàng hoàng nha các bạn. Đấy, đấy thấy chưa? Nhưng mà hơi chó nha các bạn. Đấy, là đóng dấu hộ chiếu đàng hoàng nha các bạn. Đấy, và đây nữa này các bạn, hộp thư. Đấy, và đây là cái chỗ mà bưu điện họ gửi cho mình đấy. Đấy, họ nói là bây giờ anh đang qua bưu điện này hay là như thế này đấy, đang bị gửi đồ ở bưu phẩm hay như thế nào đấy. Đấy, còn đây là tin nhắn họ gửi đây các bạn. Đấy, nhưng mà cái này thì từ từ nha các bạn.
giờ quan trọng là họ nhắn tin với mình này. Đây là hiện tại là ở bên Thái Lan nha các bạn. Này, ở Thái Lan như là tới Thái Lan rồi các bạn, coi như là các bạn rất là hôm nay cũng có một bạn mình xin phép được giấu tên. Mình không muốn tại vì họ cũng đang buồn, họ không phải là buồn vừa là sợ nữa. Đấy. Rất là sợ luôn, họ dọa mình đấy. Cho nên là các bạn phải xem video này, các bạn nhớ chia sẻ nha các bạn. Đấy. Trước tiên là họ sẽ cho mình chuyển tiền cho họ trước, rồi mình phải ra mình phải rồi mình nhận được đồ đấy. Chuyển tiền là như thế nào, họ nói là bây giờ chúng tôi đã gửi tới cái địa chỉ của mình đã gửi cho họ rồi đấy, là mình đã gửi cho họ đấy, mình là bây giờ họ nói là bây giờ gửi vào công ty đó, là công ty đó sẽ giao cho mình, nhưng mà mục đích á là nói là phải đóng thuế gì đấy, đóng thuế má gì mình không biết nữa đấy, đóng thuế ở hải quan hay gì đấy, và phải chuyển tiền cho họ đấy, chuyển tiền hoặc là 20 triệu hoặc là 15 triệu hoặc là 30 triệu đấy các bạn. Đấy, họ nói là họ cho mình số tài khoản mình chuyển tiền vào đó nha các bạn. Đấy. Đấy, đây là số tài khoản này. Đấy, họ nói là tình yêu của tôi, tình yêu của tôi công ty gửi mail cho tôi và chuyển cho số tài khoản công ty để gửi cho bạn nhé. Đấy, tên tài khoản đây này các bạn, Trần Văn Trường nha các bạn. Đấy, Trần Văn Trường, số tài khoản 10587255909 019, và tài khoản ngân hàng Vietinbank nha các bạn. Họ cho mình cái số này luôn các bạn, để số Swiss code đây các bạn, mã Swiss code đây các bạn. Đấy, thấy chưa? Đấy, cho các bạn thấy luôn này. Đấy. Đấy. Đây là số tài khoản Việt Nam nha các bạn. Có số tài khoản Thái luôn nha các bạn. Đấy. Tên cái Rusia Phung Phang này các bạn ạ. Đây này. Đấy. Có số tài khoản Thái luôn này. Đấy. Mà thấy chưa? Đấy. Đấy, số tài khoản Thái này. Đấy. 417137 4176 ngân hàng Công Sĩ nha các bạn. Khi nào mà các bạn nhìn có trường hợp như vậy thì các bạn phải là hết sức bình tĩnh nha các bạn. Đấy, nếu mà gì thì có thể là quan tâm, có thể là chia sẻ cho bạn bè mình biết, tại vì đề phòng, tại vì tiền họ, nếu mà mình gửi cho họ 20 triệu gì đấy là họ biến mất luôn đấy, mình không có tìm được, không đời nào mà tìm được họ nha các bạn. Đấy đấy, tại vì muốn không mình không muốn dài dòng đó các bạn. Bây giờ thì đến là nếu mà mình không gửi tiền cho họ đúng không, họ sẽ bắt mình ở cứ nhanh lên, kia là công ty đang chờ này nọ đấy, là cứ tiền là gửi cho công ty nhá, nó là công ty nha các bạn. Đấy, nếu mà mình không biết là mình tin, nhưng mà mình biết rồi mình không tin đâu, công ty cái gì cũng biết nữa. Đấy, 50.000 đô đấy các bạn ạ. Đấy, gửi là nói là 50.000 đô đấy các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ cho các bạn thấy luôn nè, nó viết bằng tiếng Thái luôn nha các bạn, nó copy thôi nha các bạn. Đấy đấy, và mình sẽ cho các bạn thấy sơ qua nhé. Đấy, thấy chưa? Và mình sẽ đọc cho các bạn nghe nhá. Đấy, họ dọa như thế nào, mình làm cho cái đầu óc của mình sợ luôn nha các bạn. Đấy, em ạ, nếu anh không muốn em ạ, nếu anh không muốn trả tiền cho họ, không phải là việc của em, không sao. Nếu tùy chính tìm kiếm gói hàng và thấy rất nhiều tiền bên trong gói hàng, bạn bên gói hàng bạn sẽ đi tù, bạn sẽ đi tù. Bạn biết rằng công ty có tên bạn, địa chỉ và số và điện thoại số ở họ tên, sẽ kêu gọi cảnh sát, sẽ kêu gọi cảnh sát đến và gặp bạn nếu bạn biết về số tiền. Cảm ơn Chúa rằng bạn không có tên và địa chỉ của tôi sẽ mất tiền và tôi sẽ mất tiền và quà của tôi, nhưng bạn sẽ đi tù 7 năm, 7 năm được không, 7 năm được không, bạn tốt hơn nên đi bây giờ và trả tiền cho họ để bạn sẽ không bị vào tù. Tôi sẽ mất
tôi sẽ rất tiếc cho bạn nếu bạn không trả tiền cho công ty. Đấy các bạn ạ. Nó gì là tiếng Thái nha các bạn. Tại vì cái người đây nó nói là bên Campuchia nha các bạn. Đấy, Campuchia nhưng mà nó là người nó đang ở bên Anh nha các bạn. Đấy. Nó nói là gửi tiền vào đây các bạn ạ. Cho nên là mình các bạn là hết sức là đề phòng nha các bạn. Đấy, rất là sợ luôn nha các bạn. Đấy. Các bạn đừng có thấy tiền mà giống như làm cho tinh thần của mình bị suy sụp, tuy rằng mình chưa bị lừa nhưng mà cái tinh thần của mình bị lừa, cái sự mà họ hù dọa mình đấy, họ nói là mình sẽ đi tù đấy, tên của mình, nhưng mà bây các bạn đừng có sợ nha các bạn, không cần phải sợ hết á. Nếu mà mình định chửi mẹ nó luôn, cưới hình cái gì đó cho nó luôn đấy, gửi hình tim gì đấy, gửi hình gì đấy cho nó xem đấy, mà duyên là như vậy đấy. Nhưng mà cái người này thì nó là bài tình yêu không các bạn ạ. Đấy, muốn đi lừa tiền, nhất là con gái nha các bạn. Đấy, con gái yêu trai Tây nữa, rồi thấy người ta đẹp trai nữa, cái này là mà duyên gọi cho nó luôn nha các bạn, thay mặt nó luôn nha, chính hình của nó, hình để trong line đấy là hình của nó luôn, và là mình gọi tháng là cũng mặt nó luôn đấy. Nó đeo mặt giả hay là mình không biết nha các bạn. Nhưng mà mình đi lừa đảo thì chắc không phải nó đâu, hay là cái mặt nó mặt giả hay mình không biết nha các bạn. Đấy. Họ làm đủ kiểu thôi, tại vì lừa đảo mà. Đấy. Cho nên là các bạn hết sức bình tĩnh. Nếu mà họ dọa mình á, các bạn đừng có sợ nha các bạn, không cần phải sợ đâu. Đừng có sợ. Sợ thì không có được gì hết. Đấy. Sợ rồi là cũng chỉ là rồi cũng sẽ mất đi, nhưng mà đừng có sợ đấy, cái đó là họ dọa mình thôi, nó là đi tù đấy. Nhiều chúng ta thì nói là đi tù là phải sợ thôi đấy, nói là giống như họ nói này là công ty là nếu mà không gửi tiền cho công ty là sẽ gọi cảnh sát bắt mình vào tù 7 năm đấy các bạn. Đấy, cho nên á mình phải hết sức bình tĩnh nha các bạn. Đấy, cho nên là hiện tại là ở bên Thái Lan nha các bạn. Cho nên đó, các bạn chúng ta phải luôn luôn cảnh giác. Và cảm ơn các bạn đã xem clip của mình, video của mình tới đây nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy có ý nghĩa, các bạn nhớ chia sẻ để cho bạn bè của mình để dính vào cái trường hợp này là xong luôn nha các bạn. Đấy, chắc là mà duyên cũng nói cũng thiếu sót. Nhưng mà nếu mà các bạn thấy có thiếu sót thì các bạn có thể để cho mình một comment là như thế nào đấy, rồi các bạn sẽ đọc qua comment đó, rồi sẽ nhìn thấy nha các bạn. Và xin chào các bạn nha. Nếu mà các bạn nhớ nhưng mà chưa đăng ký kênh Mà Duyên thì các bạn nhớ đăng ký kênh Mà Duyên nha các bạn. Bye bye.